Xin chào anh em đã trở lại với kênh YouTube của LVT Episode. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một màn đập hộp đầy kịch tính anh em ạ, hồi hộp và không kém phần đau tim. Đó chính là chúng ta sẽ mở hộp những cái bảo rương hoàng kim môn phái vàng tại server của công thành chiến.uf, một server đồ xanh hoàng kim môn phái dành cho người đi làm chỉ có thời gian hoạt động nha anh em. Thì như anh em đã biết thì cái dương này sẽ mở ra một món hoàng kim môn phái ngẫu nhiên trong tất cả các món môn phái trong tựa game Võ Lâm Truyền Kỳ 1 của thập đại môn phái anh em ạ. Thì hiện tại thì cái dương này đang rất là hiếm tại server này. Mặc dù server đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió nhưng hiện nay thì cái nguồn cung của cái dương này đã không còn anh em ạ. Hiện tại thì những người chơi đang rất là khó khăn trong việc tìm kiếm những cái dương này. Và có những câu nói như là để được mua được dương này thì phải vào bang mắt, không bán đồ ra ngoài anh em ạ. Chỉ bán ở trong bang mà thôi. Nên là anh em cũng hiểu rằng là giá trị của cái dương này để đầu tư mở ra thì không hề nhỏ anh em. Và ngày hôm nay thì không biết là nhân phẩm của mình như thế nào đã đầu tư 10 cái dương này anh em ạ. Chỉ giá hiện tại ở server thì nếu anh em đang chơi server này thì anh em cũng biết giá trị nó đâu đó thì cũng vài triệu đồng anh em ạ, dưới 1 tỷ đồng anh em ạ. Còn bây giờ thì mình sẽ thử sức cho anh em xem mở ra có được nhân phẩm hay không, hay là món rác gì đó. Nhưng nói chung là món rác vẫn có giá trị anh em ạ. Hiện tại thì những món rác thì vẫn có công ích của nó, không phải là phí shop nha anh em. Rồi bây giờ chúng ta không để anh em đợi lâu nữa và chúng ta bắt đầu mở ra những món đồ mà có thể là ngồi mơ cũng không thấy được anh em ạ. Và bây giờ hãy cùng LVT Official chúng ta cùng mở nha anh em. Hôm nay là chơi lớn với anh em luôn, đầu tư vai cũ để mà mở dương cho anh em xem luôn nha anh em. Úi rồi, một cái nhẫn đầu tiên anh em ạ. Nhẫn tê hoàng thúy ngọc giới chỉ, mình tắt cái chữ khác đi. Nhẫn kỹ năng cộng 1, cái nhẫn này giờ trùng để đổi nhất kỹ anh em. Tiếp món thứ hai nữa anh em ạ. Úi rồi, bao tay gì đây? Này không phải bao tay ngũ độc anh em ạ, khả năng là bao tay đồng cừ anh em ạ. Chính xác luôn anh em ạ, 3213 tí điệp phùng vũ, ok anh em ạ. Bao tay nữa, cũng ngon lành đấy, hai món rồi. Về bờ cho anh em, về bờ chưa, được bao tay đồng kiều báu vật Võ Lâm là về bờ anh em ạ. Tiếp tục đai lưng gì đây, đai lưng thiếu lâm người ta, không phải, không phải đai lưng của sự Thúy Yên anh em ạ. Phục ma anh em ạ, thiếu lâm luôn, phục ma. Trời ơi, kháng hỏa mắc binh, làm chậm mắc binh cũng đẹp chứ anh em, cũng ok chứ anh em. Tay mình hôm nay có vẻ như ngon lành á, ngon lành anh em ạ. Tìm nổi không đây, tìm nổi không đây. Ôi trời ơi, dây chuyền của Nga My Bích Hải, Thúy In này, Thúy In. Cái dạo này nhìn hình móng hoàng kim môn phái mà không nhớ ra tên luôn anh em ạ. Ôi dây chuyền hơi min anh em ạ, dây chuyền hơi vừa bắp, khá là cả 18 rồi. Tiếp tục 4 món rồi. Vô trần, ôi trời ơi, những vô trần thằng lôi từ hàng phố độ. Tiếp tục anh em ạ. Không biết là quả nạt ngày hôm nay có xứng đáng hay không anh em ạ. Trước kia 6 món rồi mà hạn chế thời gian anh em. Nãy giờ ra 2 món phục ma luôn anh em ạ. Ông thiếu lâm, món thiếu lâm thì ít người dùng anh em ạ, tại vì thiếu lâm bổng nó rất kén người chơi, tại vì nó đi bộ nè, BK cũng không ngon lành cho lắm nên là ít người chơi. Tiếp tục. Úi giời, lại thiếu lâm nữa anh em ạ. Này có vẻ như tay thiếu lâm rồi anh em ạ. Trời ơi, Như Lai Thiên Điệp có một cấp anh em. Hơi cùi bắp anh em, hơi cùi bắp. Còn 3 món anh em, kiểu này xa bờ anh em ạ. Kiểu này là thành quả cháy túi anh em ơi. Hôm nay đập hòm thế này chắc cháy túi anh em ạ. Úi giời, lại bao tay nữa. Ngự Long anh em ạ. Úi giời. Tiếc cái vô tâm chạm có một cấp anh em ạ. Vô tâm chạm là 3 cấp nữa thì ngon lành rồi. Thiên Vương Đao ở server này ngon lắm anh em ạ. Không được anh em ạ, không được rồi, kiểu này không xong anh Đại Dương ơi. Anh em không xong rồi Đại Dương ơi. Nó địa phát nữa trời ơi. Thôi, món cuối cùng anh em ạ. Kiểu này xa bờ anh em ạ. Quá may mắn thôi, chắc phải đổi địa chỉ qua Lâm An đi anh em ạ. Để có gì đổi luôn này nè. Bán shop luôn anh em, còn món cuối cùng bán shop luôn. Không biết là anh em có thể cho mình bí kíp để mở cái dương này ngon lành không anh em. Mở món cuối cùng anh em ạ. Cuối cùng đây là gì đây, cặp phong anh em ạ. Ui rồi, cộng có một cấp nữa.
Ui giời ơi, xa bờ quá anh em ơi, xa bờ quá anh em ạ. Nhưng anh em không nên xa bờ anh em ạ. Không nên buồn phiền, chúng ta sẽ có một cái. Nếu mà anh em mở ra dương mà có bị không may mắn thì chúng ta sẽ đổi hai món hoàng kim thành một món vàng tiếp anh em. Hai vô lượng thạch 100 tiền đồng anh em ạ. Chúng ta sẽ đổi hai món giác, đổi thêm hai vô lượng thạch và 100 tiền đồng sẽ được một cái dương mới anh em ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đổi cái món rác này thành một cái rương vàng nha anh em. Đây, chúng ta sẽ đổi hai món rác, hai món mà mình cảm thấy cùi bắp nhất anh em ạ. Sẽ mình đổi lại, rồi mình đổi lại nó. Không thiếu tiền đồng anh em, thiếu tiền đồng. Đây. Đây nó. Nó lại được một món này nha anh em. Còn nếu mà anh em không muốn đổi thì chúng ta có thể đổi con ngựa anh em ạ. Đó. Cảm thấy cái món này cùi bắp, chúng ta đổi con ngựa. Đó, đi con ngựa phim vụ đó anh em. Vẫn có tác dụng nha anh em. Mở ra món nào mặc dù nó mình không sử dụng nhưng vẫn có tác dụng anh em ạ. À, bây giờ mình mở thử cái món mục dương này coi. Ta sẽ được cái gì đây? Mở luôn anh em ạ. Trời ơi, mộng long anh em ạ. Được một cấp anh em. Cái giờ hiện tại mấy món kỹ năng cộng một cấp thì chúng ta sẽ đi đổi nhất kỷ anh em ạ. Đây. Ta ở đây ghép nhất kỷ càng khôn 10-15 ngày. Ta sẽ bỏ một món hoàng kim hóa một kỹ năng vào đây là món này, hoặc là món này anh em ạ. Ta sẽ bỏ cái ba mảnh nhất kỷ càng khôn ở trong cái hoạt động đi ra sẽ được cái nhất kỷ anh em ạ. Đó, chúng ta thấy không? Mặc dù hôm nay thì không về bờ được nhưng là mấy món này vẫn đều có tác dụng anh em ạ. Ta có thể đổi hai món này thành một cái dương, rồi hai món này thành dương là một dương, hai dương, ba dương, bốn dương nữa anh em ạ. Chúng là hơi bị nhiều dương để chúng ta mở. Ban đầu chỉ 10 dương thôi anh em ạ. Nhưng mãi mãi thì chúng ta qua rất là nhiều dương để chúng ta mở. Rồi ngày hôm nay thì anh em đã cùng theo dõi với mình một cái số kinh nghiệm xương máu khi mở dương hoàng kim môn phái. Thì mong rằng anh em hãy chuẩn bị cho một tinh thần vững vàng, một tâm lý vững vàng. Tránh trường hợp mà anh em khi mở ra toàn VIP hoặc là toàn giác thì anh em phải đứng tim mất anh em ạ. Nói chung là anh em có điều kiện thì anh em hãy mở những dương này để cảm giác thật là vô mốc anh em. Rồi video đến đây kết thúc, cảm ơn anh em rất là nhiều. Nếu anh em nào muốn chơi tại server này thì anh em truy cập vào trang web là cungthanhchien.us để tải game, hoặc là tham gia nhóm Zalo ở góc màn hình để tải game nha anh em. Rồi anh em thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một share và bấm nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh LVT Episode anh em. Rồi hẹn gặp anh em ở trong video tiếp theo nha anh em. Rồi bye bye anh em nhá. Bán shop anh em ạ. Này bỏ tiền bỏ quá nhiều tiền bán shop luôn anh em ạ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá. Bye bye anh em nhá.